Đây mọi người ạ, cái tàu ống mà mình vừa lấy về đấy mọi người nhé. Mình sẽ quay cận cảnh cho mọi người xem nhé. Đấy, nó không được mẩy lắm mọi người ạ, nhưng mà được cái nó to mọi người ạ, to nhìn sướng mặt đấy. Đấy mọi người nhé, rất nhiều, 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng, 4 tầng, 5 tầng mọi người ạ. Đấy. Hello mọi người nhá. Bây giờ mình sẽ lấy cái tổ ong vò vẹn này mọi người nhá. Mình đi tìm thì gặp ngay tổ ong này. Thì nhưng mà nó nằm ở trong sâu á. Cây cối nhiều như này thì mình chỉ đặt được camera ở xa thôi mọi người ạ. Đấy, bây giờ mình sẽ lấy cái tổ ong này mọi người xem luôn nhá. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay lại với kênh của mình mọi người ạ. Và hôm nay mình đi lấy cái tổ ong, nhưng mà vì là cái vấn đề quay nó bị thất bại. Đấy là bây giờ về mình sẽ quay lại cái tổ này cho mọi người xem nhá. Tổ này cũng được 3-4 tầng giấy, nó to lắm mọi người ạ. Đi quay thì ong nó dữ quá mọi người ạ. Ong nó dữ quá nên là quay nó bị thất bại mọi người nhá. Mọi người ạ, tổ ong này của mình đấy mọi người ạ. Tổ ong này là được 1 tầng nha, 2 tầng, 3 tầng, 4 tầng, 5 tầng mọi người ạ. 5 tầng, 5 tầng, nhưng mà tầng trên cùng thì là nó vừa buổi làm mọi người ạ. Lúc này mình không để ý, nhưng mà để ý thì mình để lại, nhưng mà mình không để ý, mình lấy về luôn. Đấy, 5 tầng đẹp mọi người nhá. Quá đẹp luôn mọi người ạ. to hơn cả mặt mình nữa mọi người nhá. Ok mọi người nhá, tổ này được từng này tầng luôn mọi người nhá. Đấy, quá đẹp luôn mọi người ạ, rất tuyệt vời. Đây mọi người ạ, rất nhiều tầng mọi người nhá, tầng nhiều lắm mọi người ạ. Đây, cho mọi người quay xem cận cảnh luôn, tầng nhiều lắm. Nhưng mà việc này là nó không được mẩy lắm mọi người ạ, nó chưa được mẩy lắm mọi người nhé.